Thanh Thảo. Các cầu thủ chủ nhà Hoàng Gia Lai đã lấy được bóng. Đường chuyền lên phía trên dành cho Văn Toàn. Washington Brandao. Văn Toàn. Tuyệt vời. 2-1. Chỉ có hai cầu thủ của đội chủ nhà thôi, Văn Toàn và Washington Brandao, nhưng họ đã cùng nhau tạo ra một pha phối để khiến cho thủ môn Trần Đức Cường lần thứ hai trong trận đấu phải vào lưới nhận bóng. Bàn thắng thứ 7 của Văn Toàn và tình huống dứt điểm của Văn Toàn. Pha dứt điểm rất tốt khiến cho thủ môn Trần Đức Cường phải đứng chôn chân. Nguyễn Công Phượng sẽ là người thực hiện quả phạt góc cho đội chủ nhà. Rất nguy hiểm, bóng đã chạm xa ngang. Tình huống đá phạt góc của Công Phượng, bóng đã đi chạm xa ngang khung thành của thủ môn Đức Cường. Rất may mắn cho cao thủ khách BKMX Bình Dương. Rabuani để mất bóng khá nguy hiểm. Văn Toàn, tốc độ quen thuộc của Văn Toàn. Công Phượng, dứt điểm. Văn Toàn. Chúng ta cùng chờ đợi xem, như vậy là có lẽ là bàn thắng đã được công nhận. Washington Brandao mở tỷ số và là bàn thắng thứ 3 của anh. Bây giờ có tiếng rồi các bạn ạ. Xin lỗi các bạn một chút. Bây giờ chúng ta quay lại với bàn thắng đầu tiên của cầu thủ Hoàng Gia Lai nhá. Sau khi mà các cầu thủ sau khi mà Công Phượng sút bóng chạm xà tình huống đó đúng không ạ? Bây giờ thì ngay lập tức Hoàng Gia Lai lại có được một đường lên bóng. Đây là một tình huống mà Văn Toàn đã đi bóng rất là tốt đúng không ạ? Nào, đây là một cú đánh gót rất là hay này. Công Phượng dứt điểm chéo góc cực tốt này. Brandao bằng vào rất nhanh, 1-0 dành cho Hoàng Gia Lai ngay ở những phút 20 phút đầu tiên. Tôi hơi bất ngờ về cú sút của Công Phượng vì đây là chân trái, chân không thuận của Công Phượng. Mà lực đi của bóng là rất tốt đúng không anh Dũng? Chính xác là như vậy. Và Bầu Đức thì lại nhếch cười. Và ông ấy giấu cái nụ cười của mình ở đằng sau cái chiếc băng khẩu trang đúng không ạ? Tôi sẽ cho các bạn xem cái nụ cười của Bầu Đức. Nụ cười của Bầu Đức được giấu ở đằng sau cái băng khẩu trang. Tôi chắc chắn là Bầu Đức đang rất vui nhưng mà ông sợ rằng máy quay sẽ chụp được khoảnh khắc này. Đấy, ông ấy kéo băng khẩu trang luôn. Vẫn là những màn ăn mừng kiểu ma sói đúng không ạ? Thầy trợ lý Lee Jung Jin thì khi mà có ánh máy quay vào thì ông ấy lừa thường quay đi. Các trợ lý của thầy Park là hay như vậy và thầy Park cũng vậy, rất ít muốn xuất hiện trên truyền thông ở trong những cái trận đấu V-League này. Vừa nãy thì hơi có trục trặc về tiếng một tí nên tôi phải cảm ơn lại bạn anh Ngọc Vũ một chút đã gửi 45 sao cho hai MC. Rất cảm ơn. Vâng, đây là bàn thắng một đều đây. Thanh Thảo học thẳng vào khe hở của cặp trung vệ đúng không ạ? Tỷ số được cân bằng một đều ngay ở phút thứ 25, chỉ khoảng độ 5-6 phút sau sau khi bàn thắng mở tỷ số thì cầu thủ Bình Dương lại có được bàn thắng cân bằng. Ngày hôm nay thì có vẻ như hàng phòng ngự của Gia Lai đang gặp vấn đề thì phải. Rất dễ để ghi bàn. Bình Dương ngày hôm nay có rất là nhiều cơ hội. Khi mà cái khoảng cách giữa cặp đôi hậu vệ với lại trung vệ, đấy là cái chỗ mà cái nách mà hai cầu thủ hay Gia Lai hay băng lên, thì đó là cái cách mà các cầu thủ Bình Dương hay đột phá vào đây. Anh nhìn thấy đây này. Đúng rồi, chính xác. Tỷ số được cân bằng một đều. Mimovic đã bị sâu hán. Hình như có thể anh Dũng có thể tua lại cho tôi trước cái tình huống này không? Hình như cầu thủ Bình Dương đã vượt qua cả Kim Dong-su lẫn Mimovic thì phải. Đúng vậy, hai cặp coi như là cặp trung vệ gọi là xuất sắc nhất của Hoàng Anh Gia Lai đã bị cầu thủ của Bình Dương vượt mặt. Đây là chúng ta sẽ đến với, bởi vì ngày hôm nay chúng tôi làm rất nhiều các trận đấu nên các bạn chúng ta lại đến với bàn thắng tiếp theo của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Một tình huống mà Công Phượng có một tình huống mở bóng rất là chính xác đúng không ạ? Rất đơn giản nhịp đúng không? Rất đơn giản. Hai nhịp này. Ba nhịp này. Bốn nhịp, 2-4. Trời ơi, Văn Toàn thì vẫn rất hay. Quả tôi đánh giá cao, rất cao quả giả ngược lại bóng bằng đầu của Văn Toàn. Rất hợp lý. Brandao vẫn bộ chơi ba đúng như tường lệ luôn. Bộ ba của Gia Lai thực hiện rất là tốt, nhưng mà có vẻ hàng phòng ngự ngày hôm nay hơi bị trùng một chút. Sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, bây giờ họ đã bị Bình Dương ngắt mạch rồi. Anh em đánh giá thế nào về bàn thắng này của Văn Toàn anh em? Phối hợp của anh quá nét đúng không? Không biết là anh có vẻ như là anh Hiển, anh ấy mồi các bạn ấy bằng đôi giày quen rồi sao? Bây giờ các bạn toàn comment số thôi.
anh em cứ comment số ấy nhá, tí nữa tôi sẽ cho anh em xem phần quà, nhưng mà bây giờ chúng ta cứ phải xem những bàn thắng. Bây giờ lại đến với bàn thắng hai đều của cầu thủ BKM Bình Dương. Mở bóng này Papeoma làm tường này, Bình Dương gỡ hòa hai đều ngay trong hiệp 1. Đây là tình huống mà dẫn tới cái bàn thắng cú đá phạt góc của cầu thủ Bình Dương. Đó cũng là một tình huống điển hình của cầu thủ Bình Dương trong trận đấu này. Và đây giờ sẽ là một tình huống mà có một chút lỗi của Huỳnh Tiến Linh, Huỳnh Tuấn Linh. Băng ra không tốt đúng không ạ? Một tình huống băng ra hơi bị lỡ trớn. Quả đấy thì anh ấy có vẻ như lưỡng lự giữa tình huống ở trong khung thành để đỡ hoặc là băng ra để đón bóng. Và hình như là Huỳnh Tuấn Linh cũng có một chiều cao không được tốt cho lắm nên cái pha cản phá phía sau đó của anh ta là hơi bị với. Những tình huống cố định của Gia Lai thì từ trước này nó vẫn không tốt, và đây là đã bộc lộ có vẻ như khi mà để thua hai bàn, hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai mùa này rất tốt, nhưng mà khi mà để thua hai bàn thì họ đã bộc lộ một số vấn đề, và chắc chắn là huấn luyện viên Kiatisak sẽ phải sửa chữa. Và khoảng cách giữa cầu thủ Hoàng Gia Lai và cầu thủ Viettel là 5 điểm trước trận đấu này đúng không? 5 điểm chính xác. Bây giờ này chúng ta sẽ đến ngay với tình trận đấu giữa Viettel và cầu thủ Đà Nẵng, đối thủ ngay phía sau của các cầu thủ, trước khi mà chúng ta muốn nói đến với một số thứ khác ở trong những trận đấu này. Trước vòng này thì Viettel đang kém Hoàng Gia Lai 5 điểm anh em nhé. Đây là tình huống mở tỷ số của cầu thủ FB Đà Nẵng. Đó là một tình huống mà thủ môn Thanh Bình phát bóng lên và người kiến tạo đó chính là Claudicia. Các bạn nên nhớ rằng Claudicia khi mà đến với Đà Nẵng thì anh đã phát huy với một tình huống kiến tạo dành cho Hà Đức Chinh. Mọi người, nhưng mà ở trong trận đấu này là Claudicia có vẻ là nhân vật chính. Tí nữa chúng ta lại đến với một tình huống mà là Claudicia lại kiến tạo cho đối phương để ghi bàn. Sân Đà Nẵng hôm nay vẫn rất đông khán giả. Đây thực sự là một lợi thế không nhỏ của FC Đà Nẵng. Bây giờ chúng ta đã có sự quan sát của trận đấu của Trọng Hoàng, cầu thủ đang bị chấn thương. Xin chào Trọng Hoàng. Trọng Hoàng lúc này có vẻ hình như đang ở Nghệ An và không theo đội để thi đấu trước Đà Nẵng. Các đồng đội của anh thì ngày hôm nay đã có chiến thắng thực sự là rất là khó khăn trên sân của Đà Nẵng đúng không ạ? Những giây cuối cùng, Trọng Hoàng ngày hôm qua chúng tôi có được một cái bức ảnh của Trọng Hoàng cầm dao đi chặt tre. Cảm ơn bạn Hữu Lộc nhá, và cảm ơn bạn Đinh Việt Tuấn, mỗi bạn mới gửi 45 sao nhá. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống gỡ hòa của Viettel. Và lại là Colosia là nhân vật chính luôn. Colosia lúc trước thì đã là người kiến tạo dành cho Hà Đức Chinh. Bây giờ thì chúng ta xem Colosia kiến tạo như thế nào dành cho các cầu thủ Viettel. Đây, bóng bổng ra này. Colosia phá bóng và lại là một tình huống kiến tạo đúng không? Tôi xin gọi tình huống này là tình huống mớm bóng chứ không phải là phá bóng của Colosia. Cái kê rất nhanh. Cái kê cực nhanh, đã có một tình huống đệm bóng rất nhanh. Xem kỹ lại thì chúng ta mới nhìn thấy là Claudicia là người kiến tạo. Ở tình huống như vậy là anh ấy có hai kiến tạo trong trận đấu này. Hai kiến tạo đúng không? Chính xác là hai kiến tạo. Một cho đội nhà, một cho đội khách thì có vẻ là một đều. Tự làm tự ăn luôn đấy đúng không? Huấn luyện viên Lê Đình Đức không thể nào bào chữa được gì về cho anh ta tình huống này rồi. Thực ra thì Claudicia là một người tương đối chậm, anh ấy lớn tuổi và đã rất là chậm rồi. Cho nên là cái việc hỗ trợ phòng ngự của anh ấy cũng hạn chế, các bạn phải thông cảm. Trước trận này thì tôi có nghe một vài thông tin là nói là Huỳnh Đức nói là các cầu thủ không nghe lời ông. Không biết anh Tiến Dũng có thể cho tôi biết thêm nhiều thông tin về cái thực ra thì các bạn, nguồn tin đấy được không nhỉ? Thực ra đấy là những cái thông tin của ngoài lề thôi. Chứ còn nói thật với các bạn, ông Huỳnh Đức ông ấy dẫn em về Đà Nẵng chục năm nay rồi đúng không? Mà lại cũng có vô địch rồi, không nghe em sao mà vô địch được hả các bạn? Đó là những cái thông tin ở bên ngoài thôi. Bên ngoài thôi, chúng tôi xin xác nhận là những thông tin bên lề thôi anh em nhá. Không phải đấy, không phải thông tin chính xác đâu. Rất hiểm đấy chứ, qua một rừng người đúng không anh Tiến Dũng? Chính xác, Claudicia. Các bạn ấy đang nói là Claudicia là danh hài thì thực sự trận đấu này thì đúng là danh hài thật. Vừa kiến tạo xong rồi lại có một tình huống. Đây lại là Claudicia. Một tình huống đệm bóng, thực sự cái cảm giác của anh ta thì là một dấu hỏi thực sự về cầu thủ này. Và bây giờ chúng ta lại đến với bàn thắng. Cảm ơn bạn Vân Nguyễn đã gửi 45 sao nhé. Ủa hôm nay anh em tươm quá nhỉ. Lại là một tình huống đây. Một tình huống mà cầu thủ FB Đà Nẵng rồi. Thực sự rất buồn bàn khi mà đội trưởng của họ đã phản lưới nhà. Một bàn thắng thực sự quý như vàng đúng không ạ? Khi như vậy là khoảng cách giữa Hoàng Gia Lai và Viettel bây giờ chỉ còn 3 điểm thôi. Chính không còn phải là quá cao nữa. Từ tình huống đá phạt góc của Hoàng Đức. Vì theo tôi là ngay cái thời điểm này, khi trận FB Đà Nẵng và Viettel vẫn bước vào phút bù giờ thì trận Hoàng Anh Gia Lai cũng đang hòa hai đều, thì chắc chắn đây là bàn thắng rất quan trọng của Viettel, rút ngắn khoảng cách rất nhiều trên bảng xếp hạng, rút ngắn khoảng cách 2 điểm và bây giờ khoảng cách chỉ còn là 3 điểm thôi, từ 5 điểm xuống còn 3 điểm.
Ôi, quả tình huống này tôi nói thật nhiều tiền đạo thì không thực hiện được. Quả phỏ bóng hơi mù mắt một tí, hơi mù mắt một tí của đội trưởng RB Đà Nẵng. Rất đen đủi đúng không ạ? Đà Nẵng đá tốt nhưng mà vẫn đen, đá bay 3 điểm luôn. À, hơi đen cho Đà Nẵng, chia buồn với các anh em Đà Nẵng. Trận đấu này thì chúng ta có một số cái hình ảnh hậu trường như sau. Đây các bạn nhìn đây, đây là trên khán đài, anh có nhận ra đây không? Ủa, đây chắc chắn là tôi xin khẳng định luôn, đây là một siêu phẩm. Đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất của trận đấu ngày hôm nay. Anh cay coi phim vô địch đúng không? Đúng rồi, tôi xin khẳng định luôn, đây là một bàn thắng đẹp. À, đây là Á Hậu Huyền My và em trai. À ok. Em trai của Á Hậu. Đây cũng là em trai tôi. À, và mọi người đã nói rằng là cô Á Hậu này đến với Đà Nẵng để xem gì. Và ngay lập tức nó sẽ có hình ảnh ở đây. Vâng, anh Tiến Dũng bắt rất nhanh. Á Hậu Huyền My không biết có quan hệ gì với anh Tiến Dũng không? Không, không, không phải anh ạ. Không phải ạ. À, xin thông báo các bạn là Á Hậu Huyền My chơi rất thân với Nguyễn Trọng Đại. Trọng Đại à? Và okay. Như vậy là có thể là cô ấy đến đây để cổ vũ cho Trọng Đại trong trận đấu này. Và Trọng Đại không để lại nhiều dấu ấn. Nếu mà cô ấy cổ vũ cho Croatia thì đó là một tình huống, một trận đấu mà thực sự rất là vui đúng không ạ? Và thi đấu rất xuất sắc của Huyền My trên khán đài đúng không? Nhưng mà hôm nay thì chưa xuất sắc cho lắm. À, như vậy là chúng ta đã đến với hai trận đấu của hai đội bóng đầu bảng. Và một đội bóng khác nữa cũng được người ta chú ý rất nhiều. Rất nhiều anh em bảo xem trận Hà Nội, chúng tôi sẽ có ngay Hà Nội cho anh em đây. Hà Nội gặp Sài Gòn đây. Trận đấu giữa Hà Nội và câu lạc bộ Sài Gòn. À, ở cái đội hình ngày hôm sân ra xa sân không dĩ nhiên mà tôi cắt như này. Ngày hôm nay thì Hà Nội thi đấu với ba trung vệ ở ngay những phút đầu tiên và đá với sơ đồ 3-4-3. Các trung vệ của họ là ai? Bùi Hoàng Việt Anh này. Bùi Hoàng Việt Anh. À, vừa trở lại sau Á Châu rồi. Đình Trọng và Duy Mạnh đá 3-4-3, đá như thầy Bắc ấy. Và lại một điều nữa chúng ta nhớ đến rằng là trận đấu này Moses không phải là người ra sân ngay từ đầu mà cặp tiền vệ trung tâm của họ là Văn Toàn và Đức Huy. Moses thì theo như chúng tôi biết là Moses không bị chấn thương gì cả và anh ấy lại phải ra sân ở những phút tiếp theo. Và có vẻ như là huấn luyện viên Park Chung Kyon bị ảnh hưởng rất nhiều với sơ đồ 3-4-3 của thầy Park. Nhiều người đã nói rằng là thầy Park là người tham khảo và người tư vấn cái sơ đồ này dành cho vị huấn luyện viên trẻ sinh năm 1973 đến với Hà Nội. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi bật mí dành cho các bạn. Đó là những thông tin chúng tôi biết là ông này thì được sự tư vấn rất nhiều của thầy Park, phải nói thẳng là như thế. Và sơ đồ mà ông ấy yêu thích là 3-4-3 và 4-3-3. Ở sau khi mà có những cái sự không hiệu quả thì các cầu thủ Hà Nội đã đổi thành sơ đồ 4-3-3 ở những phút tiếp theo. Anh em cứ comment đấy nhá, đây là quả của anh em đây, giày CA11 đây anh em ơi, quá ngon luôn. Vâng, có khi anh Tiến Dũng cứ reaction đi và để tôi cầm đôi giày này trên tay, giày rất đẹp. Đây là bàn thắng mà tỷ số của các cầu thủ Hà Nội. Tôi được xem trực tiếp bàn thắng này tôi cũng hơi bất ngờ, quá đẹp luôn. À, một tình huống mà ghi bàn rất nhạy cảm của Giovane. Ngày hôm nay Giovane là người đá cao nhất trên hàng công của Hà Nội. Và một tình huống thực sự là rất nhiều, phải là những cầu thủ Brazil thì có những cái tình huống ngẫu hứng. Và một điều quan trọng nữa chúng ta cần nhớ rằng là Giovane mùa trước đá cho Sài Gòn. Anh ấy rất hiểu anh Văn Phong này. Nhìn thoáng cái thôi là anh ấy đã có một tú tâng bóng qua đầu. Một đoàn thắng cực kỳ dễ dàng dành cho thủ Hà Nội. Đẳng cấp đúng không? Chỉ dùng một từ thôi, đẳng cấp để diễn tả về bàn thắng này. Quá tinh tế này, anh em nhìn này. Úi dồi ôi, cong cong như Ngọc Trinh. Vừa cong vừa nhẹ vừa mềm nữa chứ. Rất luộn đúng không? Ôi chân trái nhá. Quá đẹp. Cái quả đấy là chân trái luôn. Tôi xin khẳng định luôn, bàn thắng này mà các anh biên tập viên của Nextport không cho vào top 5 bàn thắng đẹp thì nhất người với tôi luôn, tôi nói thẳng luôn anh em ạ. Đây là top 5 thì thôi. Tình huống cân bằng tỷ số 1-1 dành cho Sài Gòn. Tình huống này đẹp đấy chứ, cũng đẹp hơn. Tình huống này thì là Mạnh Cường một mình một bóng không ai theo luôn. Và các bạn nhớ rằng là sau cái tình huống này thì huấn luyện viên Park của Hà Nội đã thay người khi mà cho Bùi Hoàng Việt Anh ra. Ui, cảm ơn bạn Trần Quốc Hoàn với 45 sao nhá. Cảm ơn bạn Hoàn rất nhiều nhá. Mạnh Cường đã có một tình huống mà làm cho Bùi Hoàng Việt Anh đã phải ra sân rất là sớm. Một tình huống phá bẫy Việt Vị đúng không anh Dũng? Chính xác là như vậy. Và đặc biệt đó là một tình huống mà không thấy một trung vệ nào theo kèm anh Mạnh Cường này cả. Đỡ bóng cũng rất rất êm luôn. Quả đỡ bóng cực kỳ tinh tế luôn này. Bóng rất dính luôn. Chứ quả này mà đỡ hỏng kéo lại không có bàn thắng đâu. Chúng ta nhớ rằng không, các bạn nhìn thấy không, cái ánh tay của Duy Mạnh và Đình Trọng chỉ sang bên kia, có nghĩa là tại sao ông trung vệ ở phía số 3 ở bên kia lại không phi ra để là... Tức là có sự liên kết giữa ba trung vệ này là chưa tốt. Chính xác là như vậy.
Và ngay sau đó thì Hà Nội đã đổi sơ đồ các bạn ạ. Bruno, yeah, Bruno được tung vào sân, Bùi Hoàng Việt Anh rời sân và Hà Nội sẽ thi đấu với sơ đồ 4-3-3. Nó chính xác là như vậy. 3-4-3 hơi phê một tí nên đổi thành 4-3-3. Đây, Bùi Hoàng Việt Anh, anh ấy ra sân sớm, anh ấy cũng rất là khó chịu đúng không ạ? Và đó là những sự thay đổi. Bùi Hoàng Việt Anh, cầu thủ trung vệ trẻ của Hà Nội. Văn Hậu thì vẫn ngồi trên khán đài vẫn chờ đợi đúng không ạ? Trận trước chúng ta nhìn thấy Văn Hậu và Hùng Dũng chán nản trên khán đài khi mà thua Bình Định đúng không ạ? Một đều lúc này thì nhiều người cũng nghĩ đến một cái kết quả không có lợi lắm dành cho Hà Nội ở cái thời điểm này đúng không? Chắc chắn anh xem trận đấu này anh cũng nghĩ thế. Hà Nội bây giờ là cần phải càng thắng nhiều để thì càng tốt. Và bây giờ là bàn thắng thứ hai của cầu thủ Hà Nội. Ôi, hơi lộn nhộn một tí anh em ạ. Hơi lộn nhộn tí, đây là Trương Văn Thái Quý. Đánh đầu rất thúc mạnh thôi. Giovanni, thể hình quá đẹp. Trời ơi, Giovanni đã có cú đúp ở phút thứ 66. 2-1 đến lúc này tôi nghĩ rằng là Hà Nội dễ dàng sẽ có chiến thắng ở trong trận đấu này rồi. Khi mà tôi xem với 2-1 thực ra tôi không xem nữa anh Hiển ạ. Bây giờ anh Trọng Hoàng như đang xem rất nhiệt tình cầu thủ của Viettel. Anh Trọng Hoàng đang xem livestream rất nhiệt tình, tôi ấy nổ noti trên livestream liên tục. Anh Trọng Hoàng đang xem, xin chào anh Trọng Hoàng rất nhiều anh nhá. Trọng Hoàng chắc chắn là đang muốn xem tất cả đủ 7 trận cùng với chúng ta. Các bạn sẽ được chúng tôi sẽ reaction lại cho tất cả 7 trận. Tất cả 7 trận anh em nhá, đủ tất cả highlight 7 trận V-League ngày hôm nay luôn. Hôm nay đá 7 trận cùng giờ nên anh em chúng tôi cũng hơi cập dập, nhưng mà đảm bảo là đủ. Đây là một tình huống đánh chặn của Moses. Khi mà Moses vào sân là một tình huống đánh chặn đây. Thành Lương. Thành Lương đây rồi. Thành Lương thi đấu khoảng độ tầm 25-30 phút tốt. Thành Lương phối hợp với Văn Quyết. Một quả lực cánh Văn Quyết. Ồ, không ai theo quá kèm đúng luôn. Không ai kèm Bruno đúng không ạ? Khi mà đá hai tiền đạo phía trên. Bruno lắc nhẹ quả đầu là phạt. 3-1. Một chiến thắng thực sự là thuyết phục ở hiệp 2. Hiệp 1 thì Hà Nội khi mà đá 3-4-3 vẫn có nhiều cái sự mà thực sự là rất là ấp úng và nhiều cái cơ hội dành cho cầu thủ Sài Gòn. Và họ đã thay đổi sơ đồ một cách ngay lập tức rất là chính xác và Hà Nội đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Và sau trận đấu này thì vị trí của Hà Nội đã vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Hà Nội lên thứ 7 anh em nhá. Và Sài Gòn trận này tôi thấy đá kiểu vườn không nhà trống này và các cầu thủ Hà Nội chỉ cách vị trí thứ 6 một điểm thôi. Các một hoàng điểm và còn một vòng đúng không anh Dũng? Vâng, cách vị trí thứ 6 một điểm, cơ hội vẫn còn dành cho thủ Hà Nội. Và Sài Gòn rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Bây giờ thì chúng ta lại đến với một trận đấu mà người ta chờ đợi, đó chính là cầu thủ Nam Định. Nam Định trước vòng đấu này họ đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đúng không ạ? Người ta sẽ rất chờ đợi trận đấu này. Chúng ta hãy đến với sân vận động Hà Tĩnh để theo dõi trận đấu giữa Nam Định và Hà Tĩnh. Ok anh em, Nam Định đây rồi. Một tình huống mà tỷ số rất dễ dàng dành cho các cầu thủ Hà Tĩnh. Xin lỗi các bạn, Nam Định. Cầu thủ Nam Định. Nam Định mở tỷ số trước nhá, ngay ở phút thứ 2 luôn. Nam Định mở tỷ số từ rất sớm thôi. Ngay phút thứ 2 đã có bàn rồi. Hôm nay thì cũng có một người bạn của tôi, cũng ở công ty này, làm đám cưới tưng bừng luôn ở quê nhà Hải Hậu. Hải Hậu Nam Định. Và hôm nay các cầu thủ Nam Định cũng như tặng bàn thắng cho người bạn của tôi thì phải. Ở trước trận đấu này thiết. Ở trước trận đấu này thì người ta nói rằng là Nam Định năm nay đua vô địch rồi các bạn ạ. Năm ngoái thì là thoát trụ hạng, năm nay thì là đua vô địch. Thực ra thì Nam Định bây giờ người ta đã tiến bộ hơn rất nhiều. Và ngay lập anh có thể xem những comment đi. Cảm ơn bạn Phạm Cường đã gửi 45 tao là Hà Nội sẽ trở lại. Ok bạn ơi, còn một vòng đầu nữa cho Hà Nội để vào top 6 đua vô địch bạn nhá. Cảm ơn bạn Phạm Cường nhiều. Hà Tĩnh. Hà Tĩnh man bật hay quá à. Đây. Đây có vẻ là tình huống mà mang lại bàn thắng một đều dành cho cầu thủ Hà Tĩnh đây. Đây phối hợp này. Phi Sơn. Phi Sơn rất nỗ lực. Úi trời ơi. Quả này luôn không thể cản phá luôn. Siêu phẩm luôn. Văn Hiệp. Các cầu thủ Hà Tĩnh hay gọi anh này là Hiệp Gà. Hiệp Gà, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công rất vui luôn. Ông đeo ngược cả thẻ ra đằng sau luôn. Văn Hiệp là một cầu thủ mà ngày xưa là huấn luyện viên Thành Công đã từng dạy ở trung tâm trẻ ở Viettel. Có trung học cũng là một cầu thủ mà ngày xưa mà huấn luyện viên Thành Công đã từng dẫn dắt ở trung tâm trẻ Viettel. Hà Tĩnh có một số cầu thủ mà của trung tâm Viettel trước đây khi được thanh lý hợp đồng ở 18-19 tuổi thì đi theo thầy Phạm Minh Đức. Quả đấy thực sự tôi thấy, tôi không xem kỹ nhưng quả đấy thực sự là một pha người ta gọi là gì nhỉ, không thể cản phá, như tên lửa, không thể mà ra má ngoài mà nhiều cầu thủ không thể nào làm được. Quả anh em ơi xem lại này,
nỗ lực đầu tiên của Phi Sơn này. Tuấn Hải này, Tuấn Hải số 10. Đây, Phi Sơn đây, Phi Sơn kiến tạo, chân trái luôn. Thủ môn coi như đứng xem. Thực sự phải xịt xoa tình bàn thắng này thực sự. Nó rất mạnh, làm xuyên qua ba cầu thủ liền của cầu thủ Nam Định. Thủ môn chỉ biết đứng nhìn thôi. Và trận đấu này kết thúc với tỷ số 3-2 như vậy. Hà Tĩnh đã thực sự đã có 3 chiến thắng liên tiếp ở V-League và thực sự đã quay trở lại. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau khi thay huấn luyện viên thì tướng đổi vận, đúng không? Tướng đổi vận luôn. Và với trận thua này thì không biết là cầu thủ Nam Định rơi xuống vị trí thứ bao nhiêu. Họ rơi xuống Nam vị trí Định thứ 4. Thứ 4 vẫn ổn, vẫn có mặt trong top 6. Và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì đang vị trí thứ 10. Cầu thủ Than Quảng Ninh đã vươn lên vị trí thứ 3. Chúng ta hãy đến với luôn trận đấu giữa Than Quảng Ninh. Than Quảng Ninh top 3 rồi anh Dũng. Than Quảng Ninh top 3 anh ạ. Vâng. Than Quảng Ninh đá với Bình Định. Nào chúng ta đến với Than Quảng Ninh Bình Định. Than Quảng Ninh nghe vẻ có lương có lậu, phát đá nó. Nhưng mà họ có một chuỗi thua liên tiếp anh Hiển ạ. Ok. Đây. Thôi anh nói là đá hơi bị xuống một tí. Bàn thắng đến với các thủ Bình Định khi mà trận đấu còn bắt đầu chưa bắt đầu mới bảng tỷ số bắt đầu mới vươn lên. Ngay ở tình huống đầu tiên này này. Đang là giây thứ 15 chính rồi. Hôm nay là rất nhiều bàn thắng sớm đúng không anh Dũng? Rất nhiều. Hà Nội có bàn thắng sớm này. Rất nhiều bàn. Nam Định có bàn thắng sớm này. Đây, giây thứ 30. Quảng Ninh cũng là bàn thắng sớm luôn. Chính xác. Bàn này là bàn sớm nhất ở vòng thứ 12 này. Rất nhiều bàn thắng sớm. Mở bóng này. Xuân Nam luôn. Đầu. Cơ Xuân bản Nam là một cầu thủ có khả năng đánh đầu rất là tốt. Và anh ấy đây là trận đấu thứ 2 khoác áo cầu thủ Bình Định. Xuân và Nam tôi nhớ ngày xưa còn là vua phá lưới của giải Lào League cơ mà đúng không nhỉ? Vô địch quốc gia Lào. Giải vô địch quốc gia anh Lào. Anh cũng là vua phá lưới của giải hạng nhất quốc gia khi đá Phố Hiến. Sau khi mà anh ấy vua phá lưới thi đấu có nhiều thành tích ở Phố Hiến thì được huấn luyện viên Chung Hae Song của Thành phố Hồ Chí Minh mua về. Nhưng mà khi mà ông Cung Kinh đến thì anh ấy không có cơ hội và đã phải quay lại thi đấu với thầy Thắng ở câu lạc bộ Bình Định 1-0 ngay ở phút thứ đầu tiên. Giây thứ 40 thì phải luôn. Đúng rồi, 40 giây thôi. Giây thứ 40. Anh hãy check comment nào. Sông Lam Nghệ An, rất nhiều anh em đã ủng hộ Sông Lam Nghệ An. Chút nữa thì các bạn cứ bình tĩnh nha, Sông Lam Nghệ An chúng tôi sẽ đến ngay thôi. Đây, chúng ta đang xem đội bóng mà sẽ có top 3. Trần Trung Hiếu, Kizito. Trần Trung Hiếu. Anh này thi đấu ở Việt Nam lâu lắm rồi đấy. Từ khi mà Quảng Ninh bắt đầu mới lên V-League. Bản hợp đồng trọn đời, người ta hay trêu là anh ấy có bản hợp đồng trọn đời với cầu thủ Quảng Ninh. Anh ấy nhập tịch xong thì anh ấy ký một bản hợp đồng dài hạn với đội bóng của Bầu Hùng. Kizuto khi mà dưới thời huấn luyện viên ông Thọ, Hoàng Thọ thì anh ấy đá tiền vệ trung tâm và đá lệch cánh cũng được. Chủ tịch Thao Quảng Ninh hôm nay hơi trầm tư một chút. Không cười, không cười nữa. Đội thua thì ông mới cười, đội hòa thì nói luôn là vậy thôi. Nhưng mà những cái điều mà chúng ta hay nhắc tới câu lạc bộ Quảng Ninh thì đó là những cái điều mà đã trôi qua rồi. Huấn luyện viên Đức Thắng thì thực sự rất là buồn đúng không ạ? Khi mà có một cái chuỗi vừa có một chiến thắng trên sân khách rồi về sân nhà lại bị cầm hòa. Anh em hãy comment số nha anh em nhé, từ 001 đến bàn này thì bàn này thì tôi nghĩ rằng là quà của anh em đây, giày TA11 anh em nhá, nguyên tem mác xịn sò luôn. Anh em cứ comment từ 001 đến 99 nhá, cuối livestream này chúng tôi sẽ công bố người trúng giải. Có cả Hữu Thắng của Viettel xem luôn. Với Hữu Thắng, xin chào Hữu Thắng của Viettel. Hữu Thắng và chào anh Trọng Hoàng luôn. Kizito quả đấy thực sự đẳng cấp đấy. Và tôi cũng nghĩ là ngẫu hứng hay sao, anh này thì nhiều khi sút những quả bóng dễ thì không vào nhưng mà khó lại vào. Anh Dũng ơi, tôi biết là anh này thuận chân nào không? Trần Trung Hiếu thuận chân nào? Tôi thực sự không biết đâu, nhưng anh này hai chân như một. Thế mà sao sút vung quả chân trái ngọt thế? Trần Trung Hiếu là một cầu thủ ngoại binh thâm niên rồi. Và trận đấu này kết thúc với tỷ số 1-1. Các cầu thủ Bình Định vẫn ở vị trí thứ 18 với 16 điểm. Và cầu thủ Quảng Ninh vươn lên vị trí thứ 3 với 19 điểm, khoảng cách là 3 điểm. Khoảng cách giữa như vậy là gần như chắc chắn Thang Quảng Ninh có mặt trong top 6 rồi. Khi mà khoảng cách cuối Thang Quảng Ninh gặp Hoàng Gia Lai. Nhưng mà khoảng cách của họ với đội bóng đứng thứ 7 là 3 điểm. À ok. Ở Quảng Ninh thì gần như chắc chắn rồi. Gần như thôi đúng không anh? Vâng. Mà vẫn có cơ hội ra khỏi. Giả sử mà thua Gia Lai mà các đội đứng thứ 5, thứ 6 thì mà lên bên chúng ta lại tiếp tục đến một đội bóng nữa. Các bạn đang chờ đón trận đấu Derby Thanh Hóa. À Derby Bắc Trung Bộ đúng không ạ? Các bạn nói về trận đấu Sông Lam Nghệ An. Sông Lam Nghệ An. Đây chúng tôi. Anh em bình tĩnh, tôi sẽ cho anh em ngay một phát Sông Lam Nghệ An và bạn. Uầy, cảm ơn bạn Trơ Ắng nhé. Và bạn Châu Phụ Hồ à. Châu Phụ Hồ luôn đã gửi 45 sao. Cảm ơn bạn Trơ Ắng và bạn Châu Phụ Hồ nhá. Tôi không muốn bạn đọc bạn là Phụ Hồ một chút nào.
nên là tôi sẽ đọc là Phú Hộ. Có một cái trang YouTube mà Phú Hộ TV ấy, có 1 triệu sub anh ạ. Được không, tôi xin gọi bạn là Châu Phú Hộ. Vâng, bây giờ chúng ta lại đến với trận đấu giữa Thanh Hóa và Sô Lam Nghệ An. Trước trận đấu này thì huấn viên trưởng Ngô Quang Trường đã xin từ chức, và chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh cũng xin không làm chức chủ tịch nữa, bởi vì người ta nói rằng là có mâu thuẫn và có cái sự bất đồng. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy người dẫn dắt tạm thời cầu thủ Sô Lam Nghệ An là trung vệ Huy Hoàng, cựu trung vệ Huy Hoàng, và trợ lý của anh là Như Thuật. Đây là một trận đấu bất đắc dĩ mà Huy Hoàng phải lên nắm đội. Và anh em có nhận ra Huy Hoàng không? Mặt rất là đăm chiêu đúng không ạ? Nhưng mà một điều đặc biệt là vẫn còn huấn luyện viên Đức Thắng ở đây. Đây là một tình huống rất đặc biệt này. Anh nhìn thấy chưa? Và một vỡ hết ống chén. Một tình huống bị vỡ hết cả ống chén của mà đặc biệt sau đó nhá, cái anh này anh là người ghi bàn. Đấy là cái điều mà vì sao mà tôi cắt. Ý đồ cả đúng không? Có ý đồ cả. Cắt highlight. Có ý đồ của anh Tiến Dũng. Đây, chúng ta nhìn kỹ này. Bể hết cả ấm chén. Này thực sự quả này thì hơi bị điếng luôn. Anh ấy nằm sân luôn. Anh Pinto bị đau sau cái tình huống này ở phút thứ 15. Và cũng nói lên rất là nhiều điều. Đó chính là trận đấu này trong giai đoạn hiệp 1 chẳng có nhiều tình huống hay. Đó là cái tình huống mà tôi rất là chú ý khi mà trận đấu rất là nhạt. Toàn cảnh hiệp 1 đấy đúng không anh? Đúng rồi. Toàn cảnh hiệp 1 trận đấu giữa Thanh Hóa và Sông Lam Nga là anh Huy Hoàng có vẻ là chỉ đạo là làm sao để cho giảm trận đấu tí để có thể chỉ đạo được hơn, bởi vì thực sự là đối đầu với người ta gọi là lão già gân Petrovic thì thực sự là rất là khó đúng không ạ? Ngoài Gia Lai trận trước phải nhờ đến những sự may mắn và phải có những cái sút phút xuất thần của cầu thủ thì Gia Lai mới giành chiến thắng thôi. Đây là bàn thắng của cầu thủ Thanh Hóa. Đấy rồi. Sau hiệp 1 ấm chén hỏng hết thì hiệp 2 anh đã thêm dầu vào và đã có được bàn thắng đúng không ạ? Ăn mừng Petrovic, ăn mừng rất cute. Đơn giản, dễ chơi, dễ trúng thưởng. Cho hỏng ấm chén thì thôi, nó lại giúp thôi. Thế thì cũng có sự đánh đổi đúng không? Đúng rồi. Mày lấy tao bộ ấm chén thì tao lấy mày 3 điểm đúng không? 3 điểm quan trọng. Và cầu thủ Thanh Hóa đã có mặt ở trong top 6 rồi anh ạ. Thanh Hóa đang có 17 năm luôn đấy chứ. Cái mốc top 6 là cái mốc mà giúp các đội đua vô địch. Sau vòng 13 sẽ có cơ hội đua vô địch. Và các cầu thủ Thanh Hóa đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và đứng thứ 6 là Bình Dương cùng 17 điểm. Như vậy là Hà Nội đứng thứ 7 với 16 điểm. Như vậy là còn những đội bóng nào còn cơ hội vào top 6? Anh hãy để tôi xem chút. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn còn cơ hội. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh này khoảng cách đang là 2 điểm. 14 điểm vẫn còn cơ hội là đội bóng xếp thứ 12. Như vậy là đội bóng đứng thứ 12 là Hải Phòng. Vâng, tôi chưa thấy một giải đấu nào có 14 đội nhưng 12 đội vẫn còn nguyên cửa đua top 6 vô địch anh em. Chỉ có thể là V-League. Như vậy giải đấu có 14 đội thì 12 đội vẫn còn nguyên cơ hội đua. Như vậy là sau cái vòng đấu thứ 12 đáng sợ thật, thì đã có 2 đội chắc chắn có mặt ở top 8 ở cuối, đó chính là đội Sài Gòn và Sông Lam Nghệ An. Đội bóng thất bại trong trận đấu này, 2 đội bóng không có điểm trong trận đấu nào vòng đấu này là Sài Gòn và Sô Lam Nghệ An đã có mặt ở trong top 6 rồi các bạn ạ. Cảm ơn bạn Nguyễn Hà đã gửi 45 sao bạn Hà nhé. Cảm ơn rất là Hà rất nhiều. Buồn, thực sự rất buồn khi mà Sô Lam Nghệ An của Phan Văn Đức, đội bóng có truyền thống chưa bao giờ xuống hạng cả, mà bây giờ đã có mặt ở trong top 8 chắc chắn ở cuối rồi và họ sẽ phải có cuộc đua trụ hạng của mùa giải năm nay. Và lâu lắm rồi họ cũng đứng cuối bảng, lâu lắm rồi thì bây giờ Sô Lam Nghệ An mới đứng cuối bảng. Không dĩ nhiên mà thượng tầng của các cầu thủ Sô Lam Nghệ An có nhiều sự thay đổi. Và trận đấu còn lại, một trận đấu mà anh vừa nhắc đến một đối thủ mà vẫn còn cơ hội vào top 6 là Hải Phòng. Hải Phòng thì thua các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Trận này thì Bùi Tiến Dũng có trận bắt trình thứ 2 tại V-League. Bùi Tiến Dũng đây, anh Bùi Tiến Dũng. Và đây tôi cắt ngay từ đây. Bùi Tiến Dũng phát bóng rất đơn giản lên này. Sầm Ngọc Đức này. 3 nhịp rồi. Ông Booking là một người rất thích triển khai bóng ngay từ thủ môn triển khai bóng cho trung vệ. Rất châu Âu đúng không anh Dũng? Nó là một cái cách rất là châu Âu. Thực sự nhiều người không còn phải là những tình huống phát bóng từ xa nữa, mà đây là những tình huống mà trung vệ nhả bóng cho cặp trung vệ và hai hậu vệ cánh. Mở bóng đây. Anh Patrick làm tường. Lý Nguyên đặc cấp. Đơn giản là siêu phẩm. Nó là đẳng cấp thực sự. Cái giá mà người ta phải trả cho anh Lý Nguyên được phát huy rồi. Người ta bảo là anh Lý Nguyễn 3 năm về Việt Nam đâu mất gần 10 tỷ.
3 năm về Việt Nam, cái hợp đồng của anh ấy thì Thành phố Hồ Chí Minh phải chi nó mất tầm khoảng 10 tỷ, hơn 10 tỷ gì đấy để cho anh ấy đá. Đây, ngay lập tức là chủ tịch Hữu Thắng lên hình đúng không ạ? Người đã mang Lý Nguyễn về. Không cần nhiều đà. Không cần nhiều đà. Thực sự là lực rất mạnh luôn. Và không hiểu. Không nhiều cầu thủ Việt Nam làm được những quả này. Chính ngay xác. Kể cả Văn Toàn vẫn phải có đà. Quả này anh ấy chỉ nhìn khoảng 3 cầu thủ ở trước mặt luôn. Bóng ở ra vẫn tạo một cái đường cong mà đúng góc hiểm luôn. Và ăn mừng rất rất Lý Nguyễn. Tôi vẫn chưa lý giải được kiểu ăn mừng của Lý Nguyễn có đây anh, ý nghĩa là gì? Cái này giống cái gì nhỉ? Siêu nhân à? Siêu nhân điện quang. Siêu nhân điện quang. Batman à? Công Phượng thì ăn mừng thế này. Công Phượng thì ăn mừng chống hai tay như này. Thì là chữ C và chữ P. Thì tôi hiểu là đấy là các C, bạn có thể lý giải xem comment này là gì? Anh em có thể comment xem mà Lý Nguyễn ăn mừng kiểu đấy là ý nghĩa là gì không anh em nhỉ? Đeo kính à? Ai huấn viên Phạm Anh Tuấn rất buồn. Trận trước thì họ vừa có 1 tỷ. Thưởng là 1 tỷ. Trận sau thua luôn. Đây, một siêu, chút nữa thì lại có một siêu phẩm. Vẫn là Lý Nguyễn đá phạt và Văn Toàn rất nhanh. Sau tình huống này thì lại là một tình huống mang lấy bàn thắng thứ hai của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Mày. Cái tình huống này làm cho chúng ta nhớ đến cái tình huống mà sút phạt vào cái trận đấu ở UEFA Champions League đúng không ạ? Nó không giống được cái tình huống Man City ghi bàn nhưng mà nó cũng là một tình huống dứt điểm gợi nhớ. Gợi nhớ. Cố Kinh thì vẫn vậy. Ở trước trận đấu này thì nhiều người đã có rất là nhiều tin đồn rằng là Cố Kinh sẽ phải ra đi khi mà huấn luyện viên Dusit của nhà vô địch của Thái Lan đã bị cắt hợp đồng và người ta nói báo chí Thái Lan người ta nói rằng là ông Dusit nhiều khả năng sẽ về với Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà với trận thắng như thế này thì khó mà có thể sa thải đúng không ạ? Lối đá thì thực ra Thành phố Hồ Chí Minh năm nay nó vẫn phập phù lắm. Anh em xem tầm bóng Đức này. Bóng đi rất chìm nhưng mà hiểm. Đây là một tình huống như là ném bóng vào lưới. Văn Toản như bị khuất tầm nhìn. Phúc Kinh đang giải thích điều gì đó. Phúc Kinh đang nói rằng là đấy, tôi thấy ông thấy chưa? Ông thấy tôi chưa? Ông thấy tôi chưa? Mày thấy chưa? Ông thấy tôi chưa? Ông thấy tôi chưa? Ông thấy tôi chưa? Nó rất là chính xác. Vòng đấu này rất nhiều siêu phẩm luôn, khẳng định với anh em. Vòng đấu rất nhiều bàn thắng đẹp. Chắc chắn là đội ngũ mà cắt top 5 bàn thắng ở các. Không, tôi nghĩ vòng này chắc phải đẩy lên thì top 10 bàn thắng đẹp. Anh Dũng ạ. Top 10 bàn thắng đẹp. Top 10 bàn thắng đẹp và vòng đấu thứ 12 thôi. Chỉ để top 5 nghe vẻ mất khá nhiều bàn thắng. Rất đẹp. Ui ôi, không thể trách Văn Toản được. Bóng qua một rừng người. Khi mà Văn Toản quan sát được cái đường bóng thì bóng lại rất gần rồi. Mà lại còn căng nữa chứ. Và kết thúc trận đấu này thì các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Hải Phòng. Bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một chút kết quả nhá. Vậy như vậy là chúng ta đã vừa trải qua được tất cả 7 trận đấu một cách rất nhanh trong khoảng 30 phút. Như vậy là các bạn đã biết được những cái trận đấu kết quả và những diễn biến chính của 7 trận đấu. Chúng tôi cắt rất nhanh dành cho các bạn và đã đủ những cái thông tin rồi. Bây giờ chúng tôi điểm qua. Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 3-0 trước Hải Phòng. Bình Định hòa 1-1 Than Quảng Ninh. Trận đấu là một trận đấu một trong hai trận đấu hòa duy nhất ở trận đấu này ở trong vòng đấu này. Anh Hiển anh đang khoe cái mũ Capito ai là người chiến thắng đây. Thanh Hóa giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của cầu thủ bị vỡ ấm chén trong hiệp 1 là ông Pinto. Cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng 3-2 trước Nam Định, một chiến thắng sát sao và giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn có cơ hội vào top 6 đấy. Nam Định thì đã có mặt ở top 4 rồi và gần như chắc chắn là Nam Định sẽ có mặt ở trong top 6 này. Nếu như trận sau họ giành một điểm thôi. Trận đấu cuối cùng ở vòng 13 của họ, giai đoạn đầu tiên họ giành một điểm thì họ sẽ có mặt ở trong top 6. Với kết quả những cầu thủ Nam Định mà có mặt ở top 6 thực sự là một điều rất là đáng khen đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Ngoài Gia Lai thì đã bị cắt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trước một đội bóng mà cũng có 7 giây thành tích rất lớn. Ngày xưa người ta gạch gỗ và Chelsea Việt Nam đúng không ạ? Bình Dương. Người ta nhắc đến rất nhiều đối thủ như Việt Theo, như Hà Nội. Nhưng cuối cùng người cắt được chuỗi 7 trận lại là Bình Dương. Là Bình Dương. Bình Dương với khi mà không còn huấn viên Phan Thanh Hùng nữa rồi. Với huấn viên Bình Dương này cũng không có Tiến Linh luôn. Tiến Linh hôm trước đi ăn nướng cả vợ chồng Công Phượng ở Kim Đông Su không biết là ăn là được các cầu thủ như có cái bệnh được các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chăm sóc kiểu gì mà hôm nay đóng bụng hay sao lên không thể đi đâu lên phố núi đi ăn nướng hôm nay không Gia Lai đi ăn nướng. Đó là những cái thông tin vui một chút thôi. Viettel mới là có một chiến thắng cực kỳ quan trọng ở vòng đấu này, chiến thắng mà giúp cho họ khoảng cách chỉ còn là 3 điểm trước cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Còn các thủ Hà Nội đã có chiến thắng 3-1 trước Sài Gòn, một chiến thắng cực kỳ quan trọng. Điểm qua cho anh em một chút về lịch thi đấu của vòng cuối cùng. Bây giờ chúng tôi nói một của chút giai đoạn 1. Tôi sẽ nói về bảng xếp hạng trước. Bây giờ chúng ta sẽ nói về bảng xếp hạng trước. Ở trước trận đấu này, trước vòng đấu này người ta còn đùa rằng là
anh Hà Đức Trinh nhiều khả năng sẽ đến với gì nhỉ, sẽ đến với Hà Đức Trinh nhiều khả năng sẽ đến với Hoàng Gia Lai. Bầu Đức mua về để cho Hà Đức Trinh đá tiền đạo cắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đến với bảng xếp hạng lúc này, các thủ Hoàng Gia Lai top 6 nha, tôi nói top 6 trước. Hoàng Gia Lai như vậy là lúc này thì chắc chắn là Hoàng Gia Lai và Viettel có mặt ở top 6 rồi. Khoảng cách của họ với đội bóng đứng thứ 7 là Hà Nội đã là 10 điểm rồi anh ạ. 10 điểm và đội bóng đứng thứ 7 này, anh Than Quảng Ninh cũng gần như chắc chắn đứng 19 điểm rồi. Anh ấy không thua mà có một điểm nữa thôi. Than Quảng Ninh và Nam Định chỉ cần một điểm ở hai vòng vòng đấu cuối cùng thì họ sẽ có mặt trong top 6. Như vậy là lúc này cuộc đua 4 vị trí cuối cùng rất là gay cấn. Than Quảng Ninh, Bình Dương cùng có 10 và cầu thủ Thanh Hóa và Bình Dương cùng có 17 điểm, đứng thứ 5 thứ 6. Hà Nội đứng thứ 7 với 16 điểm. Bình Định có mặt ở vị trí thứ 8. Ba đội bóng có cùng 16 điểm lần lượt các vị trí 7, 8, 9 là Hà Nội, Bình Định và Đà Nẵng. Các đội bóng Hà Tĩnh đứng thứ 10 với 15 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng bằng điểm 14 điểm. Như vậy là cái việc top 8 thì chắc chắn là hai cầu thủ. Như vậy chúng ta xác định được hai đội bóng ở hai đầu rồi, chắc chắn rồi. Là top 1, top 6 thì Gia Lai và Viettel chắc chắn chắc có chắn mặt có trong top 6 của đội vô địch rồi. Và hai đội bóng ở cuộc đua tranh suất trụ hạng là chắc chắn có mặt là các bạn Sông Lam Nghệ An và các bạn Sài Gòn. Bây giờ lịch thi đấu đúng không? Lịch thi đấu tôi sẽ đến với lịch thi đấu của vòng 13 của vòng đấu cuối cùng vòng diễn đấu ra cùng vào ngày mùng 7 tháng 5 anh em nhé, tức là sau 5 ngày. Và các trận đấu lại cuối cùng giai đoạn 1 lại là các trận đấu diễn ra cùng giờ. Đây chúng ta cùng xem nào. Sài Gòn đá Thanh Hóa. Thanh Hóa đá Sài Gòn ở trên sân khách các bạn ạ, không phải là trên sân nhà đâu. Như vậy là Thanh Hóa nếu mà giành được chiến thắng trong trận đấu này thì họ sẽ có mặt trong top 6. Không cần phải suy nghĩ về kết quả trận đấu khác bởi vì họ đang có lợi thế mà. Than Quảng Ninh đá Hoàng Gia Lai. Than Quảng Ninh đá Hoàng Gia Lai này. Quảng Ninh vừa lấy theo anh Dũng phân tích là cần 1 điểm. 1 điểm nữa thôi thì gần như chắc chắn. Tức là trận đấu cuối Than Quảng Ninh chỉ cần cầm hòa Hoàng Gia Lai thôi là sẽ vào top 6. Nếu như mà Hà Nội thua. Hà Nội trận tới gặp Sông Lam Nghệ An. Hà Nội mà thua thì Than Quảng Ninh cũng dĩ nhiên có mặt. Hay là một trong ba đội mà 7-8-9 mà bị thua ấy. Đúng rồi. Thì họ sẽ có mặt. Sông Lam Nghệ An đối đầu Hà Nội. Thực sự Sông Lam Nghệ An lúc này đang có 10 điểm và đang cuối bảng. Nhưng Sông mà lợi thế của rất họ cần điểm. Lại phải thi đấu trên sân nhà. Thì được thi đấu trên sân nhà và đối đầu Hà Nội. Hà Nội mà có vẻ anh thấy không? Năm nay thực sự các thủ Sông Lam Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn đúng không ạ? Đúng rồi. Và bây giờ hơi bị vất vả tí. Và bây giờ nhiều người ta đang nói rằng là Sông Lam Nghệ An có thể gọi lúc này người ta đang tìm ra Sông Lam Nghệ An đang là ứng viên số 1 cho vị trí số hạng. Thực sự đây là một điều rất là buồn với nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam, nhưng mà năm nay thực sự là như thế. Và Hải Phòng đối đầu Bình Định. Hải Phòng vẫn về lý thuyết họ vẫn có cơ hội vào top 6 và đối đầu Bình Định. Nếu họ giành chiến thắng thì Bình Định sẽ kéo chân Hải Phòng, sẽ kéo chân Bình Định. Nhưng mà tôi phải cảm ơn bạn Khoa Tuấn Ngô phát đã gửi một phát 245 sao. Bạn Khoa Tuấn Ngô. Bạn Khoa Tuấn Ngô ở đâu? Và bây giờ comment lại để tôi cảm ơn ạ. À, Bình Dương gặp Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà, Bình Dương lại có cơ hội để có mặt. Bình Dương chiến thắng trận đấu này người ta cũng không quan tâm đến những kết quả khác, họ sẽ có mặt trong top 6. Và thực sự trận đấu hôm nay chúng ta đang rất đáng khen Bình Dương đúng không ạ? Cầm chân được các thủ Hoàng Gia Lai và họ biết được những cái điểm yếu của Gia Lai vì cái khoảng cách giữa hai hậu vệ cánh và cặp trung vệ đã được khai thác cùng tối đa và Bình Dương có được 2 bàn thắng. Nam Định đá FB Đà Nẵng. Trận đấu này thì nếu như các cầu thủ FB Đà Nẵng giành chiến thắng thì sao? Các cầu thủ FB Đà Nẵng giành chiến thắng thì sao? Cảm ơn bạn Tâm Phạm đã gửi 45 sao nhé. Cầu thủ FB Đà Nẵng giành chiến thắng. FB Đà Nẵng lúc này đang có 16 điểm, Nam Định có 18 điểm. Cũng nguy hiểm đấy, Nam Định trận này chỉ đá với FB Đà Nẵng họ cần 1 điểm. Như vòng đấu cuối chính là rất khó đoán vì quá nhiều đội còn cơ hội vào top 6. Chính xác, từ 12 đến vị trí thứ 3 vẫn chưa ai chắc chân cả. Đúng rồi. Anh Quảng Ninh thì không Quảng Ninh gọi là tỷ lệ cao hơn một chút thôi. Vâng, như vậy là top 6 năm nay sẽ có tới 10 đội có cơ hội, 10 đội cạnh tranh vị trí từ thứ 3 đến thứ 6.
10 đội cạnh tranh 4 suất để coi như là trụ hạng sớm đấy. Đúng rồi, chính xác. Và được top 6 có như là ấm no một mùa giải luôn đấy. Năm ngoái chúng ta nhớ đến Hoàng Gia Lai đúng không? Bảo top 6 cái là thi đấu bể luôn. Hoàng Gia Lai giai đoạn 1 mùa trước đá như rồng như hồ, giai đoạn sau thì đá như gì đó. Chúng ta cùng tương tác với các bạn một chút. Như vậy đến lúc này thì các bạn hãy cùng với chúng tôi, khi mà chúng tôi phân tích rồi, bây giờ các bạn hãy cùng đoán với chúng tôi là top 6 năm nay như thế nào. Anh Hiển đây, anh có thể đoán với lời thi đấu. Anh Hiển biết rồi, các bạn biết rồi, bảng xếp hạng biết rồi, bây giờ anh có thể đưa ra cái top 6 được. Theo như tôi nhận định thì top 1-2 chắc chắn là không. Top 1-2 tôi cũng khẳng định là chưa chắc chắn. Top 1-2 cũng là chưa chắc chắn. Top 6 chỉ sau là 13. Top 1-2 thì chắc chắn là của anh ra Lào về theo, nhưng mà dụ top 1 là đội nào thì chưa biết được. Nhưng mà tôi vẫn thiên về vô địch lượt đi, vô địch giai đoạn 1 sẽ là Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai sang Quảng Ninh. Gặp Thang Quảng Ninh, nhưng mà hết giai đoạn 1 thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn sẽ tạm thời đầu bảng. Hạng 2 thì sẽ là Viettel. Viettel rồi, nhưng mà bây giờ từ thứ 3 đến thứ 6 mới là từ khó. Từ thứ 3 thì giàu khó thật. Nhưng mà tôi thì xin, tôi nghĩ là như này, Thang Quảng Ninh đá Gia Lai. Tôi nghĩ rằng là Thang Quảng Ninh sẽ cố gắng hủ hòa trên sân nhà. Và như vậy nếu mà họ hòa thì họ không cần quan tâm đội khác luôn. Hòa thì Thang Quảng Ninh vào, nhưng mà thua thì sao? Thua thì họ vẫn có cơ hội vào top 6. Cửa sáng, Thang Quảng Ninh là cửa vào top 6 rất sáng. Nam Định thì sao? Nam Định sẽ đối đầu với cầu thủ FB Đà Nẵng, đá với FB Đà Nẵng khoảng cách là 2 điểm đối thủ trực tiếp đấy. Nếu tôi xin dự đoán nhẹ là Nam Định hạng 3, Thang Quảng Ninh hạng 4. Nhưng theo cái lịch thi đấu ở vòng tới. Như còn Thanh Hóa và Bình Dương thì sao? Bình Dương đá Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà, khoảng cách của Bình Dương với Thành phố Hồ Chí Minh là 3 điểm. À, các đội bóng khác như Bình Định sẽ phải đối đầu Thanh Hóa này. À không phải, xin lỗi, Bình Định như là đối đầu Hải Phòng. Như vậy là anh đã đoán là top 4 giữ nguyên đúng không? Không, top 4 thì là Nam Định hạng 3, Thang Quảng Ninh hạng 4, và dự đoán hạng 5 của tôi là Hà Nội. Hà Nội à? Hà Nội sẽ chen chân vào top 6. Hà Nội đá Sông Lam. Hà Nội thực sự rất là sáng đúng không? Tôi tin Hà Nội sẽ chen chân vào top 6. Còn một suất cuối cùng thì tôi chắc là Bình Dương hoặc Bình Định. Bình Dương hoặc Bình Định. Bình Dương hoặc Bình Định. Đó là cái dự đoán của anh Hứa Hiển Vinh. Xin lỗi các bạn, Đinh Đức Hiển. Bây giờ thì các bạn dự đoán như thế nào? Có vẻ như các anh em thích comment quá, comment số. Anh năm Gia Lai là ngoài đá cho vui. Hồng Lĩnh là Tĩnh đá bao lượt Tiki Taka bạn. Ok, cảm ơn bạn Hoàng Dầu đã gửi 45 sao bạn nhá. Anh cảm ơn rồi, anh cảm ơn Khoa Tuấn Ngô rồi. Cảm ơn rất to luôn. Hoàng Gia Lai trong vô địch là đi rồi, chắc mạng wifi FPT Hồ Chí Minh lắp mạng. Nhưng mà bây giờ Hoàng Gia Lai đang hơn Viettel có 2 điểm cơ mà đúng không anh Dũng? 3 điểm. À 3 điểm với hệ số lớn thì đúng là Hoàng Gia Lai gần như sẽ đầu bảng rồi, đúng không? Chính xác rồi. Hoàng Gia Lai năm nay đã Hoàng Gia Lai đang hơn Viettel 3 điểm và hệ số lớn. Thì đúng rồi. Cảm ơn bạn đã thông tin cho mình nhá. Cảm ơn bạn Tuấn Anh nhá. Thì Hoàng Anh Gia Lai gần như là gọi là 99% rồi đấy. 99% là vô địch lượt đi rồi, vô địch giai đoạn 1 rồi. Cảm ơn bạn Hoàng Tuấn rất nhiều. Cảm ơn bạn Tuấn Anh rất nhiều. Nam Định sẽ nằm top 3. Thực sự thì Nam Định, anh nói một chút về Nam Định đi, có rất nhiều các cổ động viên Nam Định đang ngồi đây. Đang ngồi ở trong cái livestream này và xem livestream chứ không phải là ngồi. Nam Định thì trận tới gặp SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Và tôi đánh giá khá cao về cái khả năng chiến thắng của Nam Định. Vì thực sự SHB Đà Nẵng mùa này cảm giác họ hơi trồi sụt. Tôi cho anh một thông tin như thế này. Dùng từ là hơi hên xui. Tôi cho anh một thông tin như thế này. SHB Đà Nẵng đá trên sân Nam Định cực tồi. Cực tồi luôn. Và năm ngoái là Thủy Chiến đúng không? Tôi nhớ là năm ngoái Thủy Chiến. Đúng rồi. Tôi cũng được xem trận đấy. Năm ngoái Thủy Chiến và Nam Định thắng. Đấy là trận thắng cực kỳ quan trọng của thủ Nam Định, giúp cho có được cái cơ hội trụ hạng. Và một điều nữa là cầu thủ FB, bây giờ tôi lại nhận định một chút cho các bạn về thi đấu sân nhà sân khách một chút nhá, trước khi đến cái vòng quay số đúng không ạ? Sắp đến 8 giờ rồi, gần một tiếng trôi qua rồi. Chuẩn bị nhạc sổ số vang lên đây anh em ơi. Có số gì đây đúng không ạ? À bây giờ chúng ta nhìn một chút, các bạn bảo chúng tôi tư vấn đúng không? Tôi tư vấn một chút. Nam Định, Đà Nẵng đá trên sân Thiên Trường cực kém luôn. Viettel đá Hà Tĩnh ở trên sân Hàng Đẩy. Thực ra thì đương nhiên Viettel lúc này mà đá trên sân nhà nó 1-0 thôi. Hàng Đẩy mà. Thực ra mà nói lực lượng của cầu thủ
Hà Tĩnh so với Viettel thì khó so sánh. Bạn Xuân Phong nhờ anh Dũng phân tích Thanh Hóa một phát à? Anh Dũng ấy đá nhẹ cái Thanh Hóa tôi là Sài Gòn, Thanh Hóa. Thanh Hóa gặp Sài Gòn trên sân Đồng Nhất. Thực sự thì cầu thủ Thanh Hóa mùa này đi chơi sân khách rất là tốt, nhưng mà nếu mà xét về tương quan lực lượng lúc này Thanh Hóa nhỉnh hơn, phong độ tốt hơn so với Sài Gòn. Sài Gòn năm nay hơi chảy và họ đá ở sân nhà của họ thì Sài Gòn có những quãng thời gian mà còn thua 3-0 ở trên sân nhà trước Nam Định cơ. Hơi hên xui đúng không? Và trận đấu này thì tôi nghĩ là cửa thắng của Thanh Hóa là cao. Nếu họ thắng thì họ cũng không quan tâm thì những đội sau đấy. Chính xác, đúng rồi. Và trận đấu Than Quảng Ninh và Hoàng Gia Lai năm ngoái, các bạn nhớ được không? Năm ngoái Hoàng Gia Lai đá trên sân Than Quảng Ninh nhé. Tôi nhớ cái trận đấu đó hình như còn thua ấy. Nhưng năm ngoái là khi mà vào top 6 rồi, và năm ngoái khi mà đá trên sân Cẩm Phả ấy thì cầu thủ Hoàng Gia Lai đưa đội dự bị ra sân. Nói chung là Hoàng Gia Lai năm ngoái cả năm nay là khác nhau. Không để lấy thông số so sánh khủng khiếp như nhiều. Chính xác là như vậy, và tôi nghĩ là cái cửa mà Gia Lai có được điểm mà trên sân Quảng Ninh là cao. Phải nói thẳng như thế, ít nhất là một điểm. Còn Sông Lam Nghệ An với Hà Nội đây mới là trận đấu mà thực sự người ta chú ý đến rất nhiều, khi đúng không ạ? Chúng ta nhớ là cái năm 2011 Hà Nội phải đá với Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh để có thể biết được đội nào vô địch trên sân Vinh. Năm đó thì 2011 thì Sông Lam Nghệ An vô địch, và một số cái mùa giải sau thì những trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội đá trên sân Vinh là rất là khó khăn. Mà Hà Nội bây giờ thì cần một chiến thắng để có mặt top 6 và phải chờ đợi, họ không còn quyền tự quyết nữa rồi. Nhưng mà Sông Lam Nghệ An thì sao, họ đang đáy biển, đáy bảng. Bây giờ chỉ có tích lũy, càng nhiều điểm thì càng tốt thôi. Đúng rồi, và rèn quân để chờ giai đoạn lượt về thôi. Còn anh Nam Định thì nói rồi, Bình Dương trên sân nhà, trên Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đá sân nhà rất là hay. Và họ thực sự rất hay tạo ra nhiều bất ngờ trên sân nhà. Như vậy là có vẻ là những cái trận đấu ở vòng sau này cũng khó đoán đấy anh ạ. Nhưng mà là những trận đấu hấp dẫn, thi đấu vào cùng vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 5. Mùng 7 tháng 5 là vào thứ mấy anh? Thứ 6 anh. Vậy là thứ 6 tuần này. Như vậy là V-League sẽ kết thúc và giai đoạn 1, và các đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tập trung. Như vậy là chúng ta chỉ đồng hành với nhau trong một tuần nữa, mà lại nghỉ 2 tuần. Lúc đấy thì lại đến đội tuyển Việt Nam. Bây giờ thì đến chương trình sổ số kiến thiết của anh anh Hiển, và tôi xin phép nhường cái phần này cho anh Hiển. Đây anh Hiển đây. Đây cái phần đây. Đây. Đấy. Được chưa anh em nhỉ? Được chưa? Bạn giơ cái giày lên đi bạn. Được chưa anh em? Bạn giơ cái giày. Đang có tiếng nha anh em. Đang live stream. Bạn Nam Việt đã gửi 45 sao này, tuyệt vời luôn. Cảm ơn bạn Nam Việt. Bạn ơi. Bạn Việt Nam nhé. Có tiếng chưa anh em? Tiếng có chưa? Tiếng có chưa để tôi quay nhỉ? Có cả chương trình gì này. Bạn ơi, cho tôi xin cái ảnh tôi ngồi cạnh. Rồi, ok luôn. Ok. Anh nhà Tiến Dũng vừa selfie nhanh thôi. Có tiếng chưa anh em ơi? Mất tiếng rồi em ơi. Ok. Có tiếng chưa nhỉ?
Đây này, bạn không nhìn thấy có tiếng đây à? Tiếng chắc ok rồi, ok nghe rồi, cảm ơn Lưu Ly nhá. Ok, tôi xin đọc lại thể lệ là comment một số từ 001 nhá đến 999 đúng không nhỉ? Bây giờ tôi phải như nào nhỉ? Đây rồi, 999 này, 001 đúng không? Tôi sẽ chọn một số thôi, anh em hãy comment đi. Bây giờ tôi quay thử một lần nhá anh em nhá, quay thử nhá, lần này quay thử này. Ok, tôi quay thử một lần nhá. Thôi anh em lại bảo tôi phát lại video, quay thử nhá. Đây, số 98. Ví dụ như bây giờ bạn nào comment số 98 thì sẽ trúng giải nhá, nhưng mà đây là quay thử thôi. Đây, quay thử thôi anh em này. Đấy, thử thôi. Anh em hãy comment đi. Comment vào phải chia sẻ livestream mới được quà nhé các bạn nhé. Nhiều bạn đoán đúng hôm mình lọc hôm trước, nhiều bạn đoán đúng mà không chia sẻ là cũng mất quà đấy. Phải chia sẻ nhá. Đây, mũ Camido quà của các bạn đây. Ngon luôn. Dày đây. Tem mác đầy đủ luôn. Ui ôi. Thế nha, ok anh em nhá. Đây này. Đẹp quá. Tôi mới được công ty tặng một đôi này mà tôi vừa đi ngủ tôi vừa mang vào chân. Ok anh em comment chưa? Đây để tôi check xem mà. Nhiều số quá nhỉ. Từ 001 đến 999 các bạn ạ, rất nhiều số tha hồ mà lựa chọn. Một đến 999 và chia sẻ livestream nhé các bạn ơi. Ok. Bây giờ tôi quay thật cái nhỉ. Mấy giờ rồi anh em ạ? Xem giờ đẹp nhỉ, giờ bằng đã. Ui 8:00 luôn này. 8:00 giờ đẹp luôn này. Tám giờ không không giờ đẹp nhá. Đây tôi quay thử nốt lần cuối này, thử nốt một phát cuối này trước khi quay thật này. 604 nhá, đây sau số 604 này sẽ là quay thật anh em nhá. Ok chốt nhá, đây tôi còn mình chốt một phát vào đây nhá. Ok bây giờ tất cả những bạn comment sau khi tôi quay số là không được tính đâu nhá, nên anh em hãy nhanh tay nốt đi. Sau khi tôi ấn ra số là những ông comment sau là chịu đấy nhá, là không có gì nữa đâu. Tôi quay nhá, tôi quay thật này. Bạn Nguyễn Sĩ ơi, vòng sau với link ngày mùng 7 tháng 5 bạn nhá. Hôm nay mùng 2 rồi. Mùng 7 tháng 5 nhá. Vũ Bá Tường bạn có nhận đào tạo bình luận viên bóng đá không ạ? Bên mình bạn có thể mình có thể cho bạn inform một vài anh bình luận viên mà bạn học hỏi từ anh ấy nhá. Ok, mình quay này, mình quay thật nhá anh em nhá. 3 2 1 622 nhá anh em ơi. Alo alo, bạn nào có số 622 nhỉ? Hôm trước anh Tuấn Anh dạy tôi cách nặn số trên livestream nhưng mà tôi quên mất cách làm rồi nên tôi quay một phát luôn. Số may mắn hôm nay 622 các bạn nhá. Bạn nào có số 622, nếu mà không có ai đúng 622 thì mình sẽ lấy số 621, 620, 619, 618, cứ thế lấy thấp hơn gần nhất thôi. Ok, có khi mình cũng xin off stream đấy các bạn nhá. Phần quà của các bạn sẽ là bạn giải nhất sẽ được giày Tuấn Anh 11 Camito trị giá 690.000 và bạn giải nhì sẽ được mũ Camito rất là đẹp luôn. Ok, số may mắn hôm nay 622 nhá. Xin chào tất cả anh em, anh em nào check kết quả lô đề xem có đúng 22 không, tôi cũng chả quan tâm lắm. Ok mình xin off ở đây nhá. Ui cảm ơn bạn Tình Cường đã gửi 45 sao nhá, hết livestream rồi vẫn còn gửi sao ạ, quá đẳng cấp luôn. Cảm ơn bạn Tình Cường rất nhiều. Tình Cương nhé, không phải Tình Cường. Ok, xin chào tất cả các bạn.